Chào các em Trong video này, thầy sẽ hướng dẫn chúng ta làm các bài tập luyện tập nâng cao tuần 28 dành cho học sinh lớp 4 Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu làm bài Bài 1 Tổng số tuổi của mẹ và con năm nay là 40 tuổi Hỏi à, 5 năm nữa thì tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con Hãy tính tuổi mỗi người hiện nay Chúng ta phải lưu ý đối với bài toán này Đó là Chúng ta nhận thấy là tuổi mẹ và con hiện nay năm nay là bao nhiêu là 40 tuổi 5 năm nữa thì tuổi mẹ mới gấp 4 lần tuổi con vậy chúng ta phải lưu ý cho thầy là 5 năm nữa thì mẹ mới gấp 4 lần tuổi con tức là chúng ta có sơ đồ tỷ số trong 5 năm nữa đúng không nào sau 5 năm nữa vậy chúng ta có là sau 5 năm nữa chúng ta cần phải tính được tổng số tuổi của hai mẹ con là bao nhiêu? Chúng ta sẽ có là hiện nay tổng tuổi của mẹ và con là 40. Sau 5 năm nữa thì hai người mỗi người tăng lên 5 tuổi và chúng ta sẽ có là 50 tuổi. Vậy khi đó tổng số tuổi là 50 và lúc đó chúng ta mới có sơ đồ. Lúc đó thì chúng ta có sơ đồ là tuổi con là chiếm 1 phần đúng không nào? Còn tuổi mẹ là mấy phần? Chúng ta sẽ có là 3 phần à 4 phần tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con Rồi Như vậy tổng cộng lúc này chúng ta có 5 phần 5 phần ứng với 50 tuổi Vậy từ đó chúng ta có là Giá trị của một phần Hay chính là tuổi con đó Hay chính là tuổi con Chúng ta sẽ có là 50 Đem chia cho 1 cộng 4 Đây thầy viết rất là chi tiết Và chúng ta được là 8 tuổi ở đây thầy sẽ giải thích các con số. Chúng ta thấy là 1 cộng 4 ở đây chính là 1 phần tuổi con và 4 phần tuổi mẹ. Còn nhân 1 tại sao là nhân 1? Cái biểu thức là 50 chia cho 1 cộng 4 ở đây là tính ra là tuổi là giá trị của một phần và tuổi con ứng với 1 phần nên là chúng ta sẽ có là 8 tuổi. Đây là thợ... 8 tuổi là tuổi con, gì nhỉ? Tuổi con lúc gì? Lúc trước để bài hỏi gì? Để bài hỏi chúng ta là tính tuổi mẹ và tuổi con hiện nay. Thế thì chúng ta sẽ có là chúng ta 5 năm nữa. Vậy bây giờ chúng ta có thể lùi đi. Đúng không nào? À thầy xin lỗi chỗ này phải là 10 chứ. Chia nhầm. Chúng ta có tuổi con là 10. Vậy đây là tuổi con sau 5 năm nữa. Vậy tuổi con hiện nay chúng ta chỉ việc lấy 10 trừ đi 5 và chúng ta được là 5 tuổi. Và do đó chúng ta cũng tính được tuổi mẹ hiện nay một cách dễ dàng. Tuổi mẹ hiện nay sẽ là 35 à 40 trừ đi 5 bằng 35 tuổi. Như vậy chúng ta có đáp số tuổi con hiện nay là 5 tuổi và tuổi mẹ hiện nay là 35 tuổi. Chúng ta cùng nhau điền đáp số tuổi mẹ là 35 và tuổi con là 5. Bài 2 tìm hai số biết tổng của chúng bằng 60 và số bé bằng 2 phần 3 số lớn bài này khá rất là dễ đúng không nào khi mà người ta cho luôn cái tỷ số và cho luôn tổng rồi thì chúng ta có thể nhập ngay được số bé sẽ là 60 đem chia cho 2 cộng 3 rồi lại nhân 2 và chúng ta được là 24 thế còn số lớn sẽ là 36 bài 2 chúng ta làm rất nhanh chúng ta lưu ý cho thầy là đối với bài toán tổng tỷ số hay là sau này chúng ta học về hiệu tỷ số thì điều quan trọng nhất là chúng ta vẽ sơ đồ tại thời điểm có tỷ số. Và tất cả những thông tin khác chúng ta cũng phải tính để quy về cái thời điểm đó. Ví dụ như bài 1, chúng ta phải tính là cái tỷ số chúng ta có là 4 phần 1 hay là tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con là tại thời điểm 5 năm nữa. Nên là chúng ta phải tính tổng tuổi của mẹ và con sau 5 năm nữa. Phải không nào? Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục bài số 3. Một bài cũng khá dễ tổng của hai số là số lớn nhất có hai chữ số. Tìm hai số biết số lớn bằng 5 phần 6 số bé. Trước hết là chúng ta chưa biết tổng nhưng mà người ta cho thông tin tổng của hai số là số lớn nhất có hai chữ số. Vậy chúng ta có số lớn nhất có hai chữ số là số nào nhỉ? 99. Từ đó tính được ngay số bé là chúng ta sẽ có 99 chia cho bao nhiêu? 99 chia cho 5 phần 6 như vậy số bé là 5 phần số lớn là 6 phần được 99 chia 11 được 9 rồi thầy nhân với 5 và thầy được kết quả là 45 và từ đó chúng ta sẽ tìm được số lớn là 99 trừ 45 bằng 54 thầy có số bé 45 số lớn 54 xong rồi bài số 4 khá là đơn giản Tổng số tuổi của mẹ và con hiện nay là 45 Tiêm tuổi của mỗi người biết tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con Thầy nhầm luôn Mẹ gấp 4 lần tuổi con Tổng số phần chúng ta có 5 phần Vậy 1 phần sẽ là 9 tuổi Còn 4 phần sẽ là 36 tuổi Vậy tuổi con là 9 Còn tuổi mẹ là 36 Chúng ta chuyển sang bài số 5 Bài số 5 như sau Chu vi của một hình chữ nhật là 56 m Chiều rộng bằng 3 phần 4 chiều dài hỏi diện tích là bao nhiêu chúng ta chú ý cho thầy nhá một thông một cái mà chúng ta rất hay nhầm đó là chu vi của hình chữ nhật thì chu vi là bằng hai lần chiều rộng cộng với hai lần chiều dài do đó chúng ta muốn tính được tổng chiều rộng và chiều dài thì chúng ta phải đi tính nửa chu vi nhá rất nhiều bạn nhầm là chúng ta nhanh quá chúng ta tính luôn lấy năm sáu chia cho số phần vân vân nên là chúng ta sẽ sai Bài này chúng ta cần phải thận trọng. Đó bây giờ thầy sẽ tính là tổng chiều dài và chiều rộng là bao nhiêu? Chúng ta sẽ có 56 chia cho 2 và thầy được là 28 m. Từ đây thầy sẽ vẽ sơ đồ, chiều rộng là 3 phần và chiều dài là 4 phần, do đó thầy tính ngay được chiều rộng của hình chữ nhật là Thầy lấy 28 đem chia cho 3 cộng 4 rồi thầy đem nhân với 3. 28 chia 7 được 4 nhân 3 thầy được 12 m. Thế còn chiều dài cũng dễ dàng tính được thôi, đúng không nào? Chiều dài của hình chữ nhật chúng ta có thể lấy 28 trừ đi 12 và thầy được là 16 m. Từ đó diện tích của hình chữ nhật chúng ta dễ dàng tính được lấy chiều rộng nhân chiều dài và chúng ta được là 192 mét vuông. Đáp án của bài toán này là 192. Tiếp tục bài số 6. Đề bài như sau, một hình chữ nhật và một hình vuông có chu vi bằng nhau. Biết hình chữ nhật có chiều rộng bằng 2 phần 3 chiều dài và diện tích của hình vuông là 400cm vuông. Trước hết chúng ta thấy là hình vuông, diện tích hình vuông thì bằng cạnh nhân cạnh. Mà chúng ta thấy là 400 nhân thì bằng là 20 x 20 nên chúng ta thấy là cạnh của hình vuông. Là chúng ta có 20 cm. Như vậy, chu vi của hình chữ nhật bằng với chu vi của hình vuông nên là chúng ta cũng có là chu vi của hình chữ nhật hay hình vuông là chúng ta sẽ có 20 nhân với 4 bằng 80. Và từ đây chúng ta tính được tổng chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật Chúng ta sẽ có ngay 80 đem chia cho 2 và chúng ta được 40 40 m. Vậy chiều tổng chiều dài và chiều rộng là 40 m ứng với bao nhiêu phần? Chúng ta có chiều rộng bằng 2/3 chiều dài và từ đó thầy tính luôn được chiều rộng 40 đem chia cho 2 cộng 3 được bao nhiêu nhân với 2 và chúng ta được là 16 m. Như vậy chiều rộng là 16 m, còn chiều dài hình chữ nhật sẽ là bao nhiêu? Chúng ta lấy 40 đem trừ đi 16 và chúng ta sẽ được là 24 m Vậy diện tích hình chữ nhật là bao nhiêu? Chúng ta sẽ có 16 nhân với 24 và thầy tính ra được kết quả là 384 m vuông Xong rồi, đáp án của bài này là 384. À, chúng, có lẽ là thầy đã nhầm đơn vị. Ở đây là cm, đây là cm, cm cm ok bài này đáp án là 384 bài số 7 trong thúng có 150 quả trứng gà và trứng vịt mẹ đã bán mỗi loại 10 quả trứng tính ra số trứng gà còn lại bằng 2/3 số trứng vịt hỏi trong thúng còn lại bao nhiêu quả trứng gà chúng ta thấy là bài toán này người ta đã cho chúng ta rất nhiều thông tin liên quan đến thời điểm thời điểm trước khi bán thì có bao nhiêu quả và thời điểm đã bán đi bao nhiêu quả còn lại thì lại có số trứng gà bằng 2 phần 3 số trứng vịt. Luôn luôn lưu ý cho thầy là phải vẽ sơ đồ tại thời điểm có tỷ số. Vậy tại thời điểm có tỷ số ở đây là thời điểm sau khi bán. Thì chúng ta sẽ tính ngay là sau khi bán mỗi loại 10 quả trứng. Thì còn lại bao nhiêu quả chúng ta lại lấy 150 trừ đi uh, 10 x 2 bởi vì có hai loại trứng gà và trứng vịt và chúng ta được là 130 quả. 130 quả này sẽ ứng với là do trứng gà bằng 2/3 trứng vịt nên là chúng ta sẽ có là 2/3. Đúng không nào? Và số trứng gà là 2 phần, số trứng vịt là 3 phần và từ đó chúng ta tính được số trứng gà còn lại là chúng ta sẽ có 130 đem chia cho 2 cộng 3 rồi thầy nhân với 2. Đây được là 130 chia cho 5 phải được 26. 26 nhân 2 thầy được 52 quả. Xong rồi. Số trứng gà còn lại là 52 quả. Chúng ta tiếp tục bài số 8. Một cái chiếu hoa có hình chữ nhật và chu vi là 7 m 2 dm. Chiều rộng bằng 4/5 chiều dài của chiếu. Diện tích cái chiếu đó là bao nhiêu dm vuông? Chúng ta có ngay bài này. Trước hết là chúng ta sẽ phải đổi 7 m 2 dm chúng ta sẽ được là 72 dm. Và chiều rộng bằng 4 phần 5 chiều dài. Nên là thầy sẽ tìm được chiều rộng. Chiều rộng là 4 phần. Chiều dài là 5 phần. Vậy tổng cộng thầy có là 4 cộng 5 bằng 9. Đúng không? 72 chia 9 được 8. Và nhân bù lại 4 phần của chiều rộng. Thầy được là 32cm. À, trước hết. Thầy xin lỗi. Trước hết chỗ này chúng ta phải tính ra là nửa chu vi đã. Hay tính là tổng chiều rộng và chiều dài. Là chúng ta lấy 72 đem chia cho 2 và thấy được là 36 dm. Vậy do đó chỗ này chúng ta sẽ có là 36 chia 9 nhân 4 và chúng ta được là 16 dm. Chiều dài là bao nhiêu? Chiều dài của cái chiếu đó là chúng ta sẽ lấy 10 36 trừ đi 16 và chúng ta được là 20 dm từ đó dễ dàng tính được diện tích diện tích cái chiếu hoa đó là chúng ta sẽ lấy 16 nhân với 20 và chúng ta được là 320 dm vuông Ok đáp án bài này là 320 chúng ta điền đáp số 320 bài số 9 cách đây 4 năm thì tổng số tuổi của hai mẹ con là 32 tuổi mẹ hiện nay là bao nhiêu tuổi biết rằng hiện nay mẹ gấp 4 lần tuổi con vậy Bài này cũng giống tương tự như bài trước, đó là chúng ta thấy là cái thời điểm mà tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con thì chúng ta cần phải tìm ra tổng số tuổi. Cách đây 4 năm thì tổng số tuổi là 32, vậy tổng số tuổi của mẹ và con hiện nay là chúng ta sẽ có 32 sau 4 năm mỗi người tăng thêm 4 tuổi và thầy sẽ có là 32 cộng 4 cộng 4, thầy được là 40 tuổi. Tổng số tuổi là 40. Do đó, mẹ gấp 4 lần tuổi con hiện nay nên là chúng ta sẽ có là hiện nay thì tổng là 40 và chúng ta cần tính tuổi mẹ thì chúng ta sẽ lấy là 40 đem chia cho này, mẹ là 4 phần, con là 1 phần. Như vậy 1 phần sẽ là 40 chia 5 bằng 8. Nhân với tuổi mẹ là 4 phần và thầy sẽ được là 32 tuổi. Các bạn có thể thấy tính được ngay là tuổi con hiện nay là 8 tuổi và chúng ta cũng có thể lùi lại là 4 năm trước để chúng ta thử. 4 năm trước thì mẹ là 28, còn con là 4, 28 cộng 4 cũng bằng 32. Đáp án bài toán này là hiện nay tuổi mẹ là 32 tuổi. Chúng ta có bài số 10, trung bình cộng của hai số là 54. Chúng ta bật ngay ra là tổng hai số đó là 108. Tỷ số giữa số bé và số lớn là 2 phần 9. Vậy chúng ta có bài 10 là tổng hai số đó là Chúng ta sẽ có 154 nhân với 2 và chúng ta sẽ có cơ vọng là 108. Từ đó tính được số bé là chúng ta lấy 108 chia cho 2 cộng 7 rồi nhân 2. 108 chia cho 9 được 12, 12 nhân 2 bằng 24. Và tính được số lớn là chúng ta có thể lấy 108 trừ đi 24 và thấy được kết quả là 84. Và hiện đáp số vào đây, số bé là 24 còn số lớn là 84. Xong rồi. Chúng ta có thể xem lại một lượt các đáp số sau đó chúng ta sẽ nộp bài. Thầy nộp bài. Ok, đúng hết rồi. Như vậy thầy đã chữa cho chúng ta 10 bài toán nâng cao tuần 28 dành cho lớp 4. Các em học sinh có thể xem bài giảng lý thuyết về phương pháp tìm hai số khi biết tổng và tỉ số để chúng ta có thể làm bài tập luyện tập này tốt hơn. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại ở tuần sau.